Hey, Phong Nguyễn xin kính chào quý ông bà cô bác anh chị kính mến. Thì nãy giờ thì Phong cũng có đi qua bên đám của anh Lộc xong rồi đó cô chú anh chị. Thì bà ngoại, thôi bà ngoại vô đi. Đi Nè con mới đi đám xong rồi. đó cho tôi thấy coi. Dạ, hồi nãy con mới Dạ đi đám xong dạ rồi. dạ à, Dạ. cho tôi thấy coi. Dạ. Thôi bây giờ Không là sao, chỉ cho tôi biết rồi. dạ. Nói chung là anh Lộc với chị Tiền Đâu là có nhắn gửi con. Nếu sao Nói là bà ngoại là yên tâm, anh chị sẽ chung sống hạnh phúc. Thì mai mốt về cũng lo lắng săn sóc cho ngoại. Rồi hôm bữa anh Lộc có lỡ đụng trúng bà ngoại trên trán á, bà ngoại đừng có buồn anh Lộc nha. quánh bông bể cái đầu Thôi, hồi nãy là con đi đám cũng mới dự mới về rồi. Chứ bây giờ là bà ngoại một hai đòi đi đám ông bà cô bác ơi. Nhưng mà Phong mới đi bên bển về rồi. Thì bây giờ đám ăn uống xong, bây giờ người ta dọn dẹp, bao giờ ngoại qua bển làm gì nữa. thì xin tặng đâu về ăn rồi nói Thôi à, để con tôi nói ông ba mình ổng chết, bà má bà vô tư, bà đành đã bỏ mình dạ, tội nghiệp đó. nói chung hồi sáng giờ con đi tới thì anh Lộc với chị Tiền là cũng cũng biết là cái tấm lòng với mà cái sự yêu thương của bà ngoại dành cho anh Lộc rất là nhiều. Bác cho anh Lộc đi chiếc nhẫn không? Dạ có, xong xuôi hết giáo rồi ngoại ơi. À, để tôi đi bẩn cho anh Lộc, tôi bận đồ ngon không Dạ nha. không, ảnh bây giờ đám xong xuôi, giờ hai vợ chồng người ta đang động phòng á ngoại, bây giờ mình đi qua bển cũng không được, nó kỳ Ok. lắm ha ngoại. Tôi ở ngoài chừng nào ra đường nào Dạ vậy hả tôi? nè bà ngoại xem nè, hồi nãy giờ là Phong, hồi nãy Phong nói bà ngoại là Phong đi về, nhưng mà Phong cũng không yên tâm nữa, tại vì bà ngoại nói đi đám cưới, bởi vậy là Phong mới đi thế bà ngoại, đi đám bên anh Lộc cũng mới xong rồi, bây giờ khách khứa là cũng giải tán về hết trơn rồi bà ngoại. Rồi ngoại vui không? Bữa nay ngày vui của anh Lộc, bà ngoại vui không? Xin thằng đi nè. Dạ, xong hết rồi, mới đi đám về. Mà Dạ. Dạ chúc con mở cho ngoại coi nha. Bữa nay cô này không có đi đám hả cô? Dạ, đó, thấy chưa? Bà ngoại thấy chưa? Chỉ đi đám mới về đó. Con nãy con mới lên trển con hát quảng gì vui dứt dâu ngày cưới mới ca mới về đó ngoại. Dạ. Đám bây giờ mình bển dọn xong hết hả chị? Dạ. Trời ngoại yên tâm nha, ngoại vô đi. Trả xã nó lát nó đi về nó thấy Thôi tôi về rất đi tội ngoại. nghiệp, để nó nói ba mình chết rồi bà mẹ bà cũng vô tư Tại nữa. tại vì cái đám này không phải ở nhà nên mà đám xong xuôi á, người ta dọn dẹp hết giáo rồi. Anh Lộc với chị Tiền là con do con ruột với con dâu của ngoại giờ về nhà hết rồi. Nó có xin nút vàng mâm nặng cúng ông bà cha mẹ nó không? Hoa nó ăn hết rồi. Bà ngoại đem trái dừa này qua bển chi đây. Anh lụm đang về lọt rồi khó chịu ăn. Dạ. Rồi nãy lấy đồ xong xuôi hết giáo rồi, nãy con cũng truyền đạt những cái tâm tư tình cảm của ngoại á, là bà ngoại nói là chúc phúc cho anh Lộc với chị Tiền, chúc cho anh chị là trăm năm hạnh phúc. Tuy rằng bà ngoại là không Nè cái có cây nào uống nước đó, thấy chưa bà ngoại, thấy chưa đó, mấy cô này cũng đi đám cưới mới về nè, bây giờ đám cưới giãn hết rồi, đâu có còn ai bển nữa đó ngoại, thấy chưa, con nói thiệt chứ đâu phải nói giả bộ bà ngoại đâu. Bởi nó hạnh nó không có chỉ đường sao biết mình Dạ không không, tại vì bây giờ xong xuôi hết rồi, bà ngoại yên tâm đừng có lo lắng nhiều quá. Đi tới mà con thấy bà ngoại rồi, thấy lấy mà xe nha. cộ về đây. Đấy, cứ đi thiệt. Dạ con biết bà ngoại đi thiệt, nhưng mà con đã đi rồi, người ta dọn dẹp hết rồi ha. Dọn Rồi dẹp giờ tôi bây giờ mình có. quanh xe lại. Không có tôi đón cho cầu xã. Dạ Đây bà ngoại vô đi, quên đó, nãy con quên nữa là anh chị Oregon có gửi cho bà ngoại thêm 200 nữa mà. Nè bà ngoại vô vòng xe lại ngoại. Tôi đi đón thằng Lộc cái Đã xong cửa hết rồi, bên băng á. bây giờ hai vợ chồng là động phòng rồi ngoại, bây giờ đâu có còn đám tiệc gì nữa đâu, 11 giờ đãi là bây giờ là tới gần chiều luôn rồi, xong rồi ngoại ơi. Đó, xe con hồi nãy con đi vô đám thiệt á ngoại, nãy À, phải đám tôi đi kịp là tôi đi hồi tôi chở lợn đó, dạ. tôi đi ra hồi người ta nói bà đi chơi có bề gì nó đám cưới có bà đổi thừa làm đào làm tép, bây giờ con tôi vậy đó, bây giờ tôi không nghe cho Dạ ba con mới kêu bà mới chở lợn Dạ Nói chung hồi nãy là con cũng nói chuyện người với anh. ta không cho đám cưới là không cho nó Dạ dắt về nó lại ông bà.
Dạ xong hết cháu rồi. Không hết đều rồi, không cho nó dắt về bên đây lại ông bà, không cho gì hết trơn á. Dạ. Thôi đi được để tôi đi bển mà. Không, con đi đám xong xuôi hết rồi, bây giờ người ta dọn hết rồi, ngoại qua bển làm gì nữa. Báo cho xã hay. Dạ thôi. Bữa nay là đám dạ. cưới con tôi mà không cho tôi hay. Nay bà mợ bà ngoại mừng không? Tôi cũng mừng mà tôi tội nghiệp con tôi nó buồn nè, cái bà này cũng có đi hả bà này? Dạ dạ, nguyên cái đây ai cũng đi về hết trơn rồi. Dạ thôi ngoại dẫn xe vô đi nghỉ ngơi thì con cũng thu xếp con về luôn. Con mới đi ăn đám cưới bụng no quá trời nè. Tôi về một chút tôi cũng đi qua bển mà không không đi tôi vô xã lại. Dạ thôi thôi ngoại ơi. Không. Rồi ngoại dẫn xe vô là để quần áo đồ đạc hồi nãy đổi về nó vớt mất hết tiêu hết à. Bị con thôi nó không biết đường đi lại thì chấn hơn. Đây xe cũng xe Phong bỏ đây rồi cô chú anh chị. Đây bà ngoại hồi sáng giờ cũng muốn Phong giống như cô bác là cũng khuyên Phong đừng có chở qua, nhưng mà Phong cũng không có chở bà ngoại đi được. Bà ngoại có giống như mà muốn lấy xe đạp tự mình chạy qua bển á. Hiện tại thì đám vẫn còn ship mâm bển chưa có đãi cô chú anh chị. Tại Phong rồi cũng nói về cho ngoại ở nhà. Trời ơi bà ngoại đi đâu nữa. Trời ơi bà ngoại. Ngoại chưa chịu vô nhà. Ngoại đâu ngoại? Ngoại đâu vậy? Dạ xong hết cháu rồi bà ngoại đi đâu vô ngoại? Mới mốt con thư có chết chóc hai diễn về những người làm đám cưới hoàn toàn trách nhiệm bị về á. Ở đây thì giết con thư thôi xích ra đi cho đi ngoại nghe chỗ này nhạc lớn quá ngoại ơi. Đi ngoại vòng nó đây nè ngoại, vòng nó đây nè ngoại, vòng vòng xe ra đây ngoại. Vòng nó đây ngoại ơi. Dạ. Thôi ngoại dẹp xe nghỉ đi cho nó khỏe ngoại ơi. Mà phải không có thành kiến sâu xa sao? Mấy lần quánh còn ở xã chưa xử. Để có một lần nữa mới xử. Tại sao bây giờ đám cưới mà không biết điều, không cho con tôi về. Thôi xong xuôi hết rồi, hồi nãy là anh mấy cô bác anh chị là cũng nhắc bà ngoại á, tại thấy bà ngoại cũng sức cũng yếu á, nên là thôi để từ từ mai mốt mấy ngày sau về thăm ngoại. Ngoại lấy gì vậy? Hả? Đổ cái gì hả ngoại? Con có đổ gì. Ngoại vô đi con về nữa. Con về đi. Dạ con mới ăn đám cưới xong rồi. Đó đi ăn cưới đó. Đó bây giờ người ta về hết trơn rồi, ngoại thấy chưa? Dạ ngoại vô đi để con về con lên con thăm con của con nữa. Rồi ngoại mở cửa vô đi ngoại. Dạ dạ. Ngoại đi con thu xếp con chạy về cái. Cậu về đi. Nhưng mà ngoại đừng có qua bên bển, người ta đã xong xuôi hết rồi. Hai cho cậu này à, tôi đi đâu được, tôi đi chuyện khác. Dọn mà dẹp hết rồi. Đám cưới này nha. Dạ. Dạ. Đó, đó ngoại thấy chưa? Ai mà đám cưới. Dạ dạ. Xong hết rồi. Dạ xong hết rồi. Ủa hả? Dạ. Không chỉ chỗ nào nữa. Con dạ. Không biết đường đi á. Tại hồi nãy hôm qua bển con nghe nói là nó bà ngoại mấy bữa nay mệt á nên sợ qua đám tiệc khách khứa đồ đông á nên mà sợ bà ngoại dạ, mệt. Xong hết rồi, dẹp dọn gì bà nay đi gì hết rồi. Đáng lẽ biết đều á xe trang lộc với lại đây đây là đón ba dạ. Nhân bằng thầy ông bà. Hồi nãy qua bển nay cũng nhắc bà ngoại hết trơn. Nãy anh Lộc á. Chiều nó về đây gì ha? Dạ dạ. Hai đứa nó về gì? Anh Lộc về. Anh Lộc không có dám về đâu. Anh Lộc gửi lời chúc sức khỏe bà ngoại ở đây nè. Thôi con cũng thu xếp đi về, con nhóc ở nhà nó bệnh đó. Thôi cũng không biết gì hơn, cũng nay đám cưới anh Lộc chị tiền chúc cho anh chị đó trăm năm hạnh phúc với cô có nhiều sức khỏe nha. Chúc cho con cái đó, con cái đó, lấy ngoại cái đâu.
Ôi, vô đâu ơi? Ờ, tôi không ra cho. Ôi. Tôi thuê tới cậu nữa. Con về nha. Ngoài ở đây nghỉ ngơi nha ngoài. Đếm cái lọc về đó hả mạnh năm ơi? Mấy cô bác này đám cưới. Về đó hả? Rồi thôi ngoài nghỉ ngơi con về nha. Con về con thăm đứa con chết nữa. Chưa hai con. Thì thôi ông bà cô bác ơi, hồi nãy giờ á con cũng chia sẻ những hình ảnh bà ngoại á. Tại bà ngoại là cũng muốn đi thôi con về nha. Bà ngoại vô đi. Dạ dạ. Bà ngoại thì bữa nay là ở nhà cũng nôn nao rồi, cũng muốn đi dự cái ngày cưới của con trai với con dâu của mình á. Thì hồi nãy giờ Phong không có yên tâm, tại vì đám bên bà nói thiệt với ông bà cô bác là đám là cũng chưa có người ta chưa có ngồi mâm, mới có bàn mấy cái mâm cổ và cũng 7-8 mâm vậy á. Thì có mời Phong nữa, nhưng mà bữa nay là Phong tưởng đâu là bà ngoại có đi á, nhưng mà bên tiệc cưới có mời thì Phong mới chở đi. Nhưng mà sáng giờ like á, cô bác anh chị cũng phiên Phong là nên để cho ngoại nhà. Thì sáng Phong cũng có dẫn bà ngoại đi ăn uống đồ với đặt cơm tháng cho bà. Thì thật sự là bữa nay là Phong cũng buồn, tại vì không có thu xếp mà qua bên cái đám cưới của anh Lộc với chị Tiền được. Thì sau khi mà đám cưới xong á, thì Phong cũng có một cái món quà riêng của anh chị Oregon á, là gửi cho anh Lộc với chị Tiền, là cũng nhắn gửi anh chị là lúc nào cho dù là phần làm con cái là mẹ mình như thế nào đi nữa, cũng dành chút cái tình thương và tôn trọng mẹ của mình. Rồi bên cạnh đó là anh chị Oregon là muốn hỗ trợ một phần vốn nhỏ nhỏ để cho anh Lộc với chị Tiền để làm ăn. Thì để xong đám đi rồi thì Phong nói chuyện sau với anh Lộc và trao quà sau. Thì bữa nay thật sự là Phong nói chung là thật sự là rất là bận luôn á. Nhưng mà trong cái ngày mà lúc trước là Phong đã hứa với bà ngoại rồi, với anh chị Oregon ở bên Mỹ á, thì cũng hỗ trợ lo lắng cho bà ngoại hàng tháng tiền cơm nước rồi đó. Thì nhờ Phong đi xuống thì bữa nay Phong mới có mặt. Rồi bây giờ Phong đã quá là trễ rồi, Phong về còn phải lo và săn sóc đứa con của Phong đang bệnh nằm trên bệnh viện Nhi Đồng đó. Thì Phong về tranh thủ tối đa luôn. Thì thật sự là cảm ơn tất cả những ông bà, cô bác mình thân quân và những khán giả luôn đồng hành theo dõi. Và đặc biệt là ngày hôm nay là ngày vui, ngày trọng đại của anh Tiền, chị là anh Lộc, chị Tiền á. Thì Phong cũng gửi một cái lời chúc anh chị là trăm năm hạnh phúc, có nhiều sức khỏe, luôn bình an và nhiều thành công cuộc sống. Thì cảm ơn tất cả và hẹn ông bà cô bác những đoạn video tiếp theo luôn nha. Chào ông bà cô bác luôn.